Lịch thảm sát. Tác giả Ngô Mạnh Hùng. Thưa quý vị và các bạn, có một số người vô tình hay cố ý tin rằng và làm cho người khác tin rằng Cộng sản hèn với giặc, ác với dân. Cũng những người đó bằng mọi cách xuyên tạc cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược của nhân dân ta thành cuộc nội chiến. Họ cho rằng Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia độc lập và miền Bắc xâm lược miền Nam. Trong một lần ghé chơi nhà người bạn ở Hương Chữ, Huế, tôi được cha người bạn đó cho biết có ngôi mộ tập thể ngay đầu làng và quanh đấy còn vài ngôi nữa, tác phẩm của lính Hàn. Lý do là khi lính Hàn tiến vào làng đã có tiếng súng bắn trả. Họ ném lựu đạn vào hầm trú ẩn của dân. Tôi có ý tìm kiếm nhưng chưa tìm thấy tên vụ việc này ở bất cứ đâu. Tôi tin rằng ở miền Nam Việt Nam vẫn còn nhiều vụ thảm sát như vậy, đi vào im lặng, lãng quên. Tôi tự hỏi, Việt Nam Cộng Hòa là quốc gia độc lập, tự chủ và hùng mạnh. Vậy, cớ sao lại để dân mình chết thảm? Có phải đó là nguyên nhân khiến lòng dân hướng về quân giải phóng? Chính phủ ấy đã làm gì? Quân đội ấy đã chiến đấu với ai? Bảo vệ ai? Có vẻ dường như câu trả lời là quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu với dân để bảo vệ những kẻ giết người hàng loạt kia, thảm sát nhân dân của họ. Bây giờ nhắc lại chuyện cũ thì họ kêu rằng không nên thù hận. Khép lại quá khứ thì họ lại xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ và tàn phá các thần tượng trong nhân dân. Từ Lê Văn Tám, Võ Thị Sáu đến những lãnh tụ cách mạng. Đau thương cũng phải có chỗ đứng trong lịch sử. Để cho linh hồn đồng bào ta không bị tủi, thiết nghĩ chúng ta cũng nên ghi nhớ trong lòng, hoặc chí ít cũng phải biết chút gì về những điều đã xảy ra trên quê hương. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết Lịch thảm sát, nhân dân không quên, những kẻ tự xưng nhân dân có nhớ. Tác giả Ngô Mạnh Hùng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 10 tháng 3 năm 1970, cách đây tròn 47 năm, quân đội Mỹ đã đưa ra xét xử Đại úy Ernest Medina và 4 người lính khác vì tội thảm sát tại Mỹ Lai hồi tháng 3 năm 1968. Sau 2 năm cố tình giấu giếm, Medina là chỉ huy của Trung úy William Kelly và toán lính bị buộc tội giết người ở thôn Mỹ Lai 4, làng Sơn Mỹ, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Trong vụ này, một trung đội lính Mỹ đã giết chết hơn 500 dân thường Việt Nam, gồm toàn người già, phụ nữ và trẻ em, bằng lựu đạn, lưỡi lê và xả súng hàng loạt, rồi ném xuống mương theo lệnh của Kali, giải quyết họ. Nhiều phụ nữ bị lính Mỹ cưỡng hiếp trước khi giết hại. Danh sách những kẻ giết người gồm 30 tên, nhưng chỉ 14 tên bao gồm Kali và Media là bị buộc tội, và tất cả bọn họ đều được tòa quân sự bác bỏ cáo trạng hay tha bổng, chỉ trừ Kali, kẻ bị kết tội trực tiếp giết 22 thường dân. Hắn ta bị kết án chung thân, nhưng bản án sau đó được tòa phúc thẩm quân sự giảm xuống còn 20 năm và tiếp tục được Bộ trưởng Lục quân giảm còn 10 năm. Cuối cùng, Kelly được Tổng thống Mỹ ân xá vào năm 1974 sau khi thụ án chưa tới 3 năm. Lịch thảm sát dân thường đều không có trong sách giáo khoa, nhưng không thấy bất cứ sử gia, nhà yêu nước Mỹ hay những kẻ tự xưng nhân dân sẽ không quên yêu cầu lấp khoảng trống trong lịch sử.
Mùng 9 tháng 3 vừa rồi là 38 năm xảy ra thảm sát Tổng Chúp, cũng chẳng thấy nhân dân nào tưởng niệm. Từ nhân dân được cho trong ngoặc nháy. Tháng 1, ngày mùng 10 tháng 1 năm 1966, tại Kim Tài, xã Nhân Phong, An Sơn, tỉnh Bình Định, lính Hàn Quốc dồn hàng chục đồng bào vào một ngôi nhà, ném lựu đạn giết chết rồi châm lửa đốt. Tháng 2, một ngày tháng 2 năm 1966, thảm sát Thái Bình, Quảng Nam. Vào một buổi sáng sớm tháng 2 năm 1966, một toán quân thuộc Sư đoàn Bộ binh Mãnh Hổ của Hàn Quốc đã tiến vào làng Thái Bình thuộc tỉnh Quảng Nam trong một cuộc càn quét các du kích quân giải phóng. Tuy vậy, chúng chỉ tìm thấy trong ngôi làng 68 người, hầu hết là phụ nữ, người già và trẻ em. Những con người vô tội và không có khả năng kháng cự này đã trở thành đối tượng để Mãnh Hổ trút giận. Bằng hàng loạt phát súng và cả một quả lựu đạn, lính Hàn Quốc đã giết hại dã man 65 người, 3 người may mắn sống sót trong vụ thảm sát, sau đó trở thành nhân chứng tố cáo tội ác của Sư đoàn Mãnh Hổ. Để ghi nhớ sự kiện tang tóc này, một đài tưởng niệm khắc tên của 65 nạn nhân đã được dựng lên tại làng Thái Bình. Ngày 5 tháng 2 năm 1966, thảm sát ở Bình Định. Tại Thuận Đức, Nhơn Mỹ, An Nhơn, Bình Định, lính Hàn Quốc giết sạch hai gia đình 12 người, làm nhục 7 phụ nữ rồi thiêu sống. Có 3 phụ nữ đi chợ gần sân bay Gò Quánh bị lính Sư Mãnh Hổ Hàn Quốc bắt, hãm hiếp rồi cắt đầu các chị cắm vào cọc phơi nắng. Cũng trong ngày hôm ấy, ở thôn Tư Cung, Phước Thắng, Tuy Phước, Hàn Quốc đi càn, bắt 5 gia đình tập trung, bắn chết không sót một người. Tại Cát Thắng, Phủ Cát, cũng lính Hàn Quốc đã tàn sát tập thể 193 người, trong đó phần lớn là cụ già, phụ nữ và trẻ em. Ngày 12 tháng 2 năm 1968, lính của Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 2 của Hàn Quốc đã hành quyết dã man 70-80 phụ nữ, người già, trẻ em tại cây đa dù ven quốc lộ 1A, Phong Nhất, Phong Nhị, Quảng Nam. Ngày 20 tháng 2 năm 1951, thảm sát Cát Bay, Bình Thuận. Đây là tội ác của thực dân Pháp gây ra tại làng Cát Bay, thôn Đông Bình, xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, nhằm chấn áp những người dân không hợp tác với thực dân xâm lược. Chúng bao vây làng, lùng sục từng nhà, bắt mọi người tập hợp trước sân, rồi xả súng tiểu liên giết sạch. Chúng đốt nhà, giết hết trâu bò. Phần lớn, các nạn nhân đều là phụ nữ, trẻ em và các thường dân vô tội. Chỉ trong một giờ, giặc Pháp đã sát hại 311 người, trong đó có 14 gia đình, gồm 96 người bị giết sạch, tuyệt tự. Gia đình ông Trần Giác và ông Lục Minh Huệ gồm 8 người bị chúng bắn chết đầu tiên. Có nhà, chúng bắn sạch mấy chục người từ cha mẹ, anh chị em, chú bác, cô dì như dòng họ ông Phạm Tôn, gần 70 người. Ngày 25 tháng 2 năm 1969, thảm sát Thạnh Phong, Bến Tre. Biệt kích SEAL của quân đội Mỹ do Bob Kerry chỉ huy giết hại 21 thường dân gồm người già, phụ nữ và trẻ em. Sau chiến dịch trên, Bob Kerry được nhận huân chương ngôi sao đồng vì thành tích tiêu diệt 21 Việt Cộng. Kerry từng làm thống đốc Nebraska, thượng nghị sĩ và tham gia tranh cử tổng thống, hiệu trưởng trường đại học New School ở New York. Ngày 26 tháng 2 năm 1966, thảm sát Bình An, Bình Định. Ngày 23 tháng 1 năm 1966, lính Hàn Quốc bất ngờ tổ chức một cuộc tấn công vào Bình An. Quân địch bao vây từ bốn phía với quyết tâm tiêu diệt toàn bộ lực lượng của ta, nhưng đã bị đánh trả quyết liệt. Tức tối vì không đạt được mục đích, chúng quay sang đốt phá thóc gạo, nhà cửa và giết hại dân lành. Hơn 100 thường dân, trong đó chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em, bị giết trong trận càn này, mở đầu cho một chiến dịch tàn sát, trả thù, hết sức dã man. Với khẩu hiệu,
đốt sạch, phá sạch, giết sạch. Ngày 7 tháng 2 năm 1966, các đơn vị lính Nam Hàn mở một chiến dịch hành quân khủng bố tàn bạo chưa từng có. Ngay trong ngày đầu chiến dịch, 7 tháng 2 năm 1966, lính Nam Hàn đã giết chết 58 người. Riêng tại khu vực nhà ông Phạm Trương, thôn An Vinh, chúng đã xả súng, bắn chết một lúc 64 người. Từ 10 giờ sáng ngày 12 tháng 2, lính Nam Hàn bắt đầu cuộc tàn sát thôn Bính Đức. Chúng xả súng vào bất cứ ai gặp trên đường hoặc bắt, rồi hành hạ cho đến chết. Đặc biệt, ở khu nghĩa địa, chúng đã dã man trói người vào các tấm bia mộ để phơi nắng cho đến lúc chết khô. Vào khoảng 1 giờ trưa, chúng kéo sang chợ Sông Cạn, thôn Nhơn Thuận, dồn tất cả 33 người dân bị bắt vào bãi chợ, rồi xả trung liên bắn chết. Xác người nằm chồng chất lên nhau. 5 giờ chiều ngày hôm đó, bọn lính khát máu lại gây ra một vụ thảm sát ở Lỗ Sỏi. 40 người dân vô tội bị giết một lúc. Chỉ trong một ngày, lính Nam Hàn đã giết 109 người. Từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 26 tháng 2, chúng đã sát hại gần 600 người, chủ yếu tập trung vào hai ngày 23 tháng 2 và 26 tháng 2. Chứng tích về vụ tàn sát tập thể ngày 23 tháng 2 là khu vườn nhà ông Trương Niên ở thôn An Vinh. Tại đây, chúng đã dồn 90 người dân tới, dùng súng trung liên bắn chết không trừ một ai. Tổng cộng có trên 1.000 dân lành bị giết hại, trong đó phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em. 1.535 trong tổng số 1.592 ngôi nhà bị tàn phá, 649 con trâu bò bị giết. Di tích còn lại về vụ thảm sát Gò Dài là một ngôi mộ tập thể dài 33 mét, rộng 1,5 mét, chôn xác 380 nạn nhân. Ngày 25 tháng 2 năm 1968, thảm sát Hà My, Quảng Nam. Lữ đoàn Rồng Xanh Hàn Quốc đã tàn sát 135 dân thường, gồm người già, phụ nữ và trẻ em, sau đó chôn trong những hố chôn tập thể. Tháng 3, ngày 9 tháng 3, 1979, thảm sát Tổng Chúp, Cao Bằng. Lính Trung Quốc giết 43 phụ nữ và trẻ em, sau đó quăng xuống giếng. Ngày 16 tháng 3 năm 1968, thảm sát Mỹ Lai, Quảng Ngãi. Lính Mỹ đã xả súng sát hại 504 người dân vô tội, trong đó có 183 phụ nữ, 17 người mang thai, 173 trẻ em, 56 trẻ sơ sinh, 60 cụ già, 89 trung niên, 247 ngôi nhà, lương thực, gia súc bị đốt sạch. Tháng 4, một ngày tháng 4 năm 1967, thảm sát tại xã Hòa Đồng, Tuy Hòa, Phú Yên. Lính Hàn Quốc đã giết và thả xuống giếng 13 người dân xã Hòa Đồng, trong đó có 3 phụ nữ đang mang thai. Ngày 18 tháng 4 năm 1978, thảm sát Ba Chúc, An Giang. Khoảng 3 giờ chiều, ngày 18 tháng 4 năm 78, bọn Pol Pot, Campuchia, tràn vào giữa làng bao vây chùa Phi Lai, bắn phá điên cuồng, sát hại 80 người dân vô tội. Sau đó, chúng áp tải dân từ chùa Tam Bửu ra cầu sắt Vĩnh Thông, lột hết nữ trang, đẩy từng tốp 20 đến 30 người đến gò đất gần cây cầu để giết hại. 800 đồng bào đã bị giết chết. Trong suốt 12 ngày chiếm đóng từ 18 đến 30 tháng 4 năm 1978, quân Khmer Đỏ đã giết 3.157 dân thường, hơn 100 dòng tộc bị giết không còn ai. Toàn bộ các công trình công cộng, nhà cửa, trường học, chùa bị tàn phá, hư hỏng nặng nề. Tháng 6, ngày 14 tháng 6 năm 1972, thảm sát Nam Ngạn, Thanh Hóa. Máy bay Mỹ gồm 4 chiếc từ Biển Đông lao thẳng về cầu Hàm Rồng, trút bom xuống đầu hơn 2.000 người đang đắp đê sông Mã, cách cây cầu 1 km, làm chết và bị thương hàng trăm người, hầu hết là nữ sinh, giáo sinh và giáo viên các trường của tỉnh. Tháng 8, ngày 14 tháng 8 năm 1968, thảm sát Duy Trinh, Quảng Nam. Sáng ngày 14 tháng 8 năm 1968, lính Hàn Quốc đóng tại Hòn Bằng, cách làng Duy Trinh, Quảng Nam,
chừng 400 mét, bắt đầu càn vào làng, phát hiện ra căn hầm của nhà bà Thiệu tại xóm Mỹ An. Chúng ra lệnh mọi người phải ra khỏi nơi ẩn nấp, đứng xếp hàng trên miệng hầm. Sau đó, chúng bắt tất cả trở lại hầm, rồi bắt đầu cuộc giết chóc. Rất lạnh lùng, lính Hàn Quốc thay nhau, cứ bắn một phát lại ném một quả lựu đạn xuống hầm. Có tất thảy 14 người, toàn bà già, phụ nữ, trẻ em vô tội, bị sát hại thảm thương. Tất cả đều vùi trong căn hầm mà sau này trở thành ngôi mộ chung của họ. Toán lính Hàn Quốc tiếp tục kéo qua xóm Vĩnh An, cách đó chừng 100 mét. Vẫn hành vi man rợ cũ, chúng lùa mọi người xuống hầm, lạnh lùng bắn một phát súng, lại ném một quả lựu đạn. 18 thường dân vô tội khác đã thiệt mạng, tổng cộng 32 đồng bào bị giặc giết trong vụ thảm sát ở làng Duy Trinh. Tháng 9, ngày 12 tháng 9 năm 1930, thảm sát Hưng Nguyên, Nghệ An. Ngày 12 tháng 9 năm 1930, thực dân Pháp cho máy bay ném bom xuống các đoàn biểu tình của nông dân huyện Hưng Nguyên, cách bến thủy 10 cây số, làm chết 217 người và 120 người bị thương. Hai làng Lộc Châu và Lộc Hải bị triệt hạ, 217 nóc nhà bị đốt cháy, 30 người bị bắn chết. Tháng 10, ngày 9 tháng 10 và 13 tháng 10 năm 1966, thảm sát Diên Niên, Bình Phước, Quảng Ngãi. Vào sáng ngày 9 tháng 10 năm 1966, một trung đội lính Hàn Quốc thuộc tiểu đoàn 3, lữ đoàn Rồng Xanh bắt đầu càn quét vào thôn Phước Bình, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Chúng lùng sục tất cả các nhà dân và hầm chống phi pháo, cưỡng bức nhân dân xóm Bình Trung, thôn Phước Bình, tập trung về sân trường học của thôn. Sau khi tập trung dân, chúng bắt đầu xả súng và ném lựu đạn vào nhóm dân thường. Vụ chết chóc này làm 68 người dân thôn vô tội ngã xuống, trong đó có 21 cụ già, 47 phụ nữ và trẻ em. Ngày 13 tháng 10, quân Rồng Xanh tiếp tục càn quét và hại thêm 112 người dân vô tội ở thôn Diên Niên gần đó. Tổng cộng trong 2 ngày, mùng 9 tháng 10 và 13 tháng 10 năm 1966, lính Hàn Quốc đã tàn sát 280 phụ nữ và trẻ em ở hai thôn Diên Niên, Phước Bình. Tháng 11, ngày 29 tháng 11 năm 1947, thảm sát Mỹ Trạch, Quảng Bình. Trong gần 3 tiếng đồng hồ, từ 5 giờ sáng đến 8 giờ sáng, bọn lính Pháp và Lê Dương từ ba hướng tràn vào làng, gặp ai là bắn ngay, mặc những tiếng gào thét của bà già trẻ con. Nhiều nhà bị chúng xông vào bắn chết cả gia đình rồi đốt nhà thiêu xác. Sau đó chúng dồn những người còn sống sót tập trung ở móng cầu sắt Mỹ Trạch, đặt 3 khẩu súng liên thanh chĩa vào, uy hiếp tinh thần. Bắt dân khai báo cơ sở đảng và cán bộ Việt Minh, bắt hô khẩu hiệu phản động chống lại đảng, chống lại Việt Minh, chống lại phong trào kháng chiến. Dân làng Mỹ Trạch phản đối bằng cách im lặng, không hô khẩu hiệu, không khai báo. Bọn chúng điên cuồng bắn giết những người dân vô tội. Cả 100 người đã ngã xuống móng cầu, xuống sông Kiến Giang. Dòng sông nhuốm đỏ máu dân làng. Đến khoảng 11 giờ, bọn giặc mới rút khỏi làng. Trên đường đi, chúng còn nhẫn tâm sát hại nhiều thường dân ở một số làng lân cận. Trong vụ thảm sát ngày 29 tháng 11, riêng làng Mỹ Trạch, giặc đốt cháy 326 nóc nhà, bắn chết 310 người, trong đó có 86 hộ có người bị chết, 19 trên 86 hộ bị giết cả nhà. Nam giới 140 người, nữ giới 170 người, trẻ em 157 người, trong đó có 21 trẻ em dưới 1 tuổi, từ 18 đến 50 tuổi có 59 người, hầu hết là phụ nữ, nhiều phụ nữ có thai và những người tàn tật. Tháng 12, mùng 6 tháng 12, 1966, thảm sát Bình Hòa, Quảng Ngãi. Mùng 3 tháng 12 năm 66, nhằm trả đũa các hoạt động du kích của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, lính Hàn Quốc đã thực hiện một cuộc càn quét tại xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Trong vòng 3 ngày, tại 5 địa điểm, buồng đất nhà ông Chắp, hố bom Chuông Đình, dốc rừng, đồng chồi giữa, đám ruộng giếng xóm cầu,
Lính Hàn Quốc đã giết hại hàng trăm dân thường một cách dã man. Cao điểm là vào chiều ngày 6 tháng 12, dân làng bị cưỡng bức tập trung, bị lính Hàn đồng loạt xả súng, khiến 267 người thiệt mạng. Trong thảm sát Bình Hòa, lính Hàn đã giết hại 430 người, có 269 phụ nữ, 12 phụ nữ bị cưỡng hiếp đến chết, 106 người già, 174 trẻ em, 3 gia đình bị giết không còn một ai. Ngày 26 tháng 12 năm 1972, thảm sát Khâm Thiên, Mỹ đã ném bom, giết chết 287 người, trong đó 40 cụ già và 55 em nhỏ. Nhiều gia đình không ai sống sót, toàn bộ 6 khối phố ở Khâm Thiên hầu như bị xóa sạch trong đêm. Trong danh sách lịch chưa được thống kê hết nêu trên, đa phần là do quân đội Hàn Quốc, các chàng hậu duệ mặt trời gây ra. Thực tế thì số vụ giết chóc chưa được đưa ra ánh sáng còn nhiều hơn gấp nhiều lần. Riêng tội ác quân đội Hoa Kỳ khi giải mật hồ sơ những vụ thảm sát tại Việt Nam, theo báo Los Angeles Times, Baltimore Sun ở Mỹ, cơ quan lưu trữ hồ sơ và tài liệu quốc gia NARA của Hoa Kỳ đã có hơn 9.000 trang tư liệu. Hồ sơ cung cấp chi tiết về 320 cuộc thảm sát lớn nhỏ đã được cơ quan điều tra của quân đội Mỹ xác minh và có những bằng chứng cụ thể. Trong 320 cuộc thảm sát này, lại không có thảm sát làng Sơn Mỹ, cuộc thảm sát ghê rợn và chấn động quốc tế, cho thấy còn rất nhiều tội ác thảm sát, trong đó có những vụ thảm sát tương đương mức độ như thảm sát Sơn Mỹ của quân đội Mỹ tại Việt Nam mà chưa được ghi nhận đầy đủ. Những hồ sơ còn nhiều thiếu sót, còn nhiều cuộc thảm sát chưa được đưa vào hồ sơ hoặc bị che giấu bưng bít thành công. Các vụ việc còn lưu giữ trong hồ sơ NARA có thể kể đến 7 vụ thảm sát lớn từ năm 1967 đến năm 1971. Mỗi vụ ít nhất có 137 người dân bị giết, 78 vụ thảm sát khác vào những người dân thường. Mỗi vụ có ít nhất 57 người bị giết và 56 người bị thương tật, 15 vụ hãm hiếp hàng loạt, hiếp trước, giết sau, 141 vụ tra tấn nhân đạo vào thường dân hoặc tù binh chiến tranh. Ngoài 320 trận thảm sát được xác minh, hồ sơ còn có những tài liệu có liên quan đến hơn 500 hành động tàn ác mà các điều tra viên chưa thể chứng minh hoặc không được quan tâm. Với những ngày đồng bào ta đã thảm ức mà ngã xuống, những người tự xưng nhân dân tôi đã ở đâu? Một nén nhang, một bông hồng hay một tâm tư, họ có biết, có nhớ?